Smart Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Smart Home, chọn sơn Smart Home. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Smart Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục những chuyên đề liên quan đến việc thiết kế và thi công nhà ở. Quả thật thì khi mà chúng ta thi công một căn nhà đó quý vị thì có rất là nhiều khâu để mà chúng ta phải quan tâm đúng không nào? Như em từng chia sẻ rất là nhiều lần, ví dụ là từ làm phần móng chúng ta quan tâm này, là xây cột nè, xây tường nè, rồi đến xây phần thô, và một cái giai đoạn tiếp theo để đảm bảo được vẻ đẹp của căn nhà đó chính là phần sơn nhà. Thì quả thật cái vấn đề sơn nó cũng là cái vấn đề chúng ta cũng phải rất là quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì sơn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, đến vẻ đẹp của căn nhà. Cái việc sơn xong để mà ngôi nhà thật sự là đẹp, ưng ý với gia chủ là cái điều mà mắt hôn tôi luôn luôn phải quan tâm đến. Tuy nhiên cũng có một số lỗi khi mà chúng ta sơn nhà mà gia chủ đôi khi cũng phải đối mặt. Vậy thì khi bắt gặp những cái lỗi như thế này thì chúng ta sẽ có những cách khắc phục như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng với Nhật An tìm hiểu đó chính là 10 lỗi sơn nhà thường gặp và cách khắc phục nhé. Đầu tiên thì đó chính là một cái lỗi là màn sơn bị phồng rộp. Sau khi sơn khô thì thấy xuất hiện túi bóng khí trong màn sơn, những hạt hoặc rỗ sần sùi. Vậy thì nguyên nhân gì sẽ khiến cho màn sơn bị phồng rộp? Đó chính là có thể là do bề mặt sơn thường xuyên bị ẩm ướt nè, do thi công trên bề mặt quá ẩm hoặc nhiệt độ thấp không đảm bảo, thời gian thi công các lớp sơn không đảm bảo như nhà sản xuất khuyến cáo, không rửa sạch dụng cụ thi công lần trước để các vảy sơn sót lại, vệ sinh bề mặt không kỹ, để lại trên bề mặt nhiều bụi sau khi xả nhám lớp mastic. Còn đối với sơn dung môi thì do nhiệt độ quá cao, dung môi bay hơi nhanh nên màng sơn chưa liên kết. Vậy thì với gọi là một cái hiện tượng như thế này thì cách khắc phục chúng ta là gì? Đó chính là đối với loại tường có nhiều hạt, sổ rộp, trước khi tiến hành sơn cần làm sạch, mịn tường như dùng giấy ráp, pha sơn đúng tỷ lệ, đúng quy trình quy định cho mỗi thùng sơn, khoảng thời gian chờ giữa các lớp sơn cần được đảm bảo. Đó chính là một cái số cách khắc phục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lỗi thường gặp thứ hai, chính là màn sơn bị bong tróc. Sau khi khô, màn sơn bị bong tróc toàn bộ lớp màn hoặc từng lớp mảng nhỏ, đây đều cần ác mộng đúng không nào? Vậy thì nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, đó chính là xử lý bề mặt vẫn còn bụi bám, dầu, mỡ, sáp làm giảm độ bám, thi công không đúng bước, không sử dụng sơn lót, hoặc là dùng lớp sơn hệ dung môi mạnh hơn hệ dung môi của lớp sơn trước. Thi công dưới điều kiện sự tạo màn bị cản trở như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, có gió to làm cho màn sơn bay hơi quá nhanh. Vậy thì cách khắc phục là gì? Đó chính là đảm bảo thi công theo hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo nhiệt độ quy định. Với những điều này thì tùy thuộc rất nhiều vào đội ngũ thi công cũng như chất lượng của sơn. Thì với đội ngũ thi công Smart Home thì quý vị, chúng tôi sẽ luôn có những giám sát để đảm bảo có quá trình thi công sẽ diễn ra một cách chính xác nhất. Và nếu như quý vị thấy có những dấu hiệu trong quá trình thi công, có thể liên hệ trực tiếp với Smart Home chúng tôi để chúng tôi sẽ có đội giám sát để có thể xử lý ngay. Ngoài ra thì về sơn, quý vị có thể lựa chọn dòng sơn của Smart Home. Thì sơn Smart Home của chúng tôi hiện tại cũng đang được nhiều gia chủ đã lựa chọn ở trên thị trường rồi, để đảm bảo có thể dẫn đến một cái màu sơn trùng khớp nhất tối đa với cái bản vẽ 3D, cũng như là về chất lượng sơn cũng đã được kiểm định, cho nên quý vị có thể cân nhắc lựa chọn nhé. Chúng ta đến với lỗi thứ ba, chính là màn sơn bị nhăn. Sau khi khô, màn sơn bị nhăn nheo, sần sùi, không mượt phẳng và không tạo màn liên tục. Vậy thì nguyên nhân gì dẫn đến vấn đề này? Đấy là sơn dày quá hoặc sơn không đều, chỗ dày, chỗ mỏng làm cho sơn không khô cùng một lúc. Bề mặt bên ngoài khô trước, lớp bên trong vẫn chưa kịp khô nên bề mặt ngoài bị nhăn. Hoặc là sơn dưới trời nắng gắt, lớp ngoài bị khô quá nhanh, lớp bên trong chưa kịp khô nên bề mặt ngoài bị nhăn rồi. Và sơn xong lại gặp trời lạnh, nhiệt độ giảm đột ngột cũng làm cho lớp trong khô chậm và lớp ngoài khô nhanh. Con lăn, roller không thích hợp, con lăn có lông quá dài sẽ tạo nên bề mặt có vân lớp, sần sùi. Vậy cách khắc phục là gì? Đó chính là chọn con lăn chuẩn nè, kích thước và bề mặt bông đáp ứng tiêu chuẩn, và khi lăn sơn phải lăn đều tay. Cái điều này nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ thi công cũng như là quá trình thi công thì phải để ý quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với lỗi thứ tư là màn sơn bị rêu móc. Hiện tượng sau khi khô là trên màn sơn xuất hiện những đốm, vệt móc đen, xanh, vàng. Nguyên nhân là gì? Đó chính là không vệ sinh bề mặt trước khi sơn,
do bề mặt cần sơn bị ẩm, dùng sơn nội thất đem sơn ngoại thất, lớp sơn quá mỏng hoặc chỉ sơn một lớp không đủ lượng chất chống mốc cần thiết. Cách xử lý là vệ sinh bề mặt thật sạch sẽ, hết bụi bẩn, rêu mốc, thi công đủ lớp sơn như nhà sản xuất yêu cầu để đạt hiệu quả tốt nhất. Cái điều này chúng ta phải đảm bảo đúng và đủ theo những cái bước ở trên cái thùng sơn thì chúng ta sẽ không gặp phải. Lỗi thứ năm chính là sơn bị chảy trên các bề mặt gỗ. Nguyên nhân là do pha sơn quá lỏng, điều chỉnh sơn ra quá nhiều khi sử dụng súng phun sơn hoặc con lăn, nhúng quá nhiều sơn lên con lăn, pha trộn sơn không đúng tỷ lệ, bề mặt gỗ đó không phù hợp với loại sơn sử dụng, quét lớp sơn quá dày, thừa sơn và bề mặt gỗ không đủ khả năng thấm hút hay bám dính. Cách khắc phục tình trạng này đó chính là xử lý sản phẩm bằng nhám và vệ sinh bề mặt trước khi sơn, nhúng con lăn vừa đủ lượng sơn và quét lớp vừa đủ theo định lượng của nhà sản xuất. Một lỗi thứ 6 mà đôi khi chúng ta cũng hay bắt gặp mà An nghĩ là cũng hay thường xuyên đó quý vị, đó chính là màu sơn không đồng nhất. Có khi nào quý vị lại thắc mắc là chỉ dùng một loại sơn màu nhưng lại không đều màu chỗ đậm chỗ nhạt đúng không nào? Thì nguyên nhân là vì đâu? Đó chính là không khuấy đều thùng sơn trước khi lăn, thợ thi công lăn không đều tay, dậm vá không khéo léo, mỗi lần pha sơn lại pha tỷ lệ loãng khác nhau. Và cách khắc phục là gì? Đó chính là chú ý quấy đều khi pha sơn, tỷ lệ pha sơn phải đúng với hướng dẫn sử dụng, khi sơn phải lăn đều tay. Còn lưu ý là với căn nhà có thiết kế mở thì từng khu vực quý vị lại nên sử dụng những gam màu khác nhau. Thì cái điều này lại khác, cái điều này thì nó do chúng ta cố tình lựa chọn. Có thể là một khu vực cái màu, ví dụ là màu ghi đi, khu vực màu trắng, khu vực màu xanh, thì đó là cái sự khác biệt mà do chúng ta tự muốn đúng không, là chủ động. Còn với việc mà sơn nếu mà không đều màu cũng cùng một cái gam màu mà chỗ đậm chỗ nhạt thì cái điều đó nó lại trở thành không nên đúng không nè. Tiếp theo một cái lỗi số 7 đó chính là sự phấn hóa. Thì bề mặt màn sơn có bột trắng dạng phấn. Nguyên nhân đó chính là độ kết dính của sơn giảm do pha quá loãng, dùng loại sơn rẻ tiền, kém chất lượng, có tỷ lệ chất độn, tia tử ngoại và thời tiết ảnh hưởng xấu đến màn sơn. Cách khắc phục là gì? Là chọn loại sơn chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng và pha đúng tỷ lệ quy định từ nhà sản xuất in trên bao bì. Cái dạng phấn, sự phấn hóa này thì em nghĩ là cũng không thường xuyên gặp lắm. Và quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn cái loại sơn chất lượng đó quý vị. Thì cái điều này em phải nói rồi, chúng ta không nên vì túi tiền của mình, ví dụ là mình lại tiết kiệm quá, mình lựa chọn cái loại kém chất lượng, loại rẻ tiền. Thì đương nhiên tiền nào của nấy mà chọn cái loại rẻ tiền thì nó không đảm bảo chất lượng thì sẽ bị sự phấn hóa. Thì đây là cái điều mà không ai mong muốn hết. Cho nên là cái việc mà sơn nhà nó đảm bảo tính thẩm mỹ thì chúng ta nên đầu tư lựa chọn cái loại sơn chất lượng nhất. Và trong đó quý vị có thể cân nhắc lựa chọn sơn mắt hồn nhé. Một lỗi thứ 8 mà đôi khi chúng ta cũng gặp phải là bề mặt sơn khô quá chậm. Nguyên nhân là do thời tiết quá lạnh và ẩm, sử dụng dung môi không thích hợp, không khuấy khi pha trộn hỗn hợp và màu nền không phù hợp cản trở quá trình khô của sơn. Cách khắc phục là gì? Là phơi sản phẩm mới sơn nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C và phải có quạt sấy, sử dụng dung môi thích hợp cho loại sơn đó và khuấy kỹ. Còn chú ý là để sơn dầu nhanh khô thì không nên thi công khi trời mưa thời tiết ẩm, quét từng lớp mỏng, không dùng ngoài trời. Và thật sự thì khi nếu mà thời tiết quá lạnh và ẩm đó quý vị, thì thật sự là chúng ta cũng nếu mà sơn thì nó sẽ rất là lâu để mà khô. Cho nên thì quý vị cũng lưu ý về vấn đề thời tiết một chút xíu. Một cái lỗi thứ 9 mà đôi khi chúng ta phải gặp phải chính là màn sơn bị mất màu. Sau khi khô một thời gian, màn sơn bị nhạt màu hoặc mất hẳn màu. Thì nguyên nhân đó chính là màn sơn bị phân hủy dưới tác dụng của tia tử ngoại và nhiệt độ cao. Dùng sơn trong nhà để sơn ngoài trời, không dùng lớp sơn lót chống kịp. Cách khắc phục là thi công khi nhiệt độ phù hợp và dùng loại sơn phù hợp và sử dụng sơn lót. Cái vấn đề mà sử dụng sơn trong nhà, sơn ngoài trời thật sự là nó nghe thôi chúng ta đã thấy nó sẽ gây những vấn đề đúng không nè. Cho nên là tốt nhất thì cái loại sơn ở đâu chúng ta đã sơn thì chúng ta phải tối ưu ở đó. Chúng ta không có nên vì tiết kiệm hoặc là chúng ta sơn còn dư chúng ta lại sơn khu vực khác. Thì mỗi khu vực nó lại có những cái đặc tính khác nhau và những cái yêu cầu khi mà pha trộn khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng ví dụ sơn trong nhà, sơn ngoài trời thì có thể dẫn đến cái hiện tượng là mảng sơn bị mất màu nhé. Và một cái lỗi cuối cùng, lỗi thứ 10 mà chúng ta cũng thường hay gặp chính là màn sơn bị cháy kiềm hay còn gọi là kiềm hóa. Hiện tượng là màn sơn bị mất màu, có những đốm loang nổ. Thì nguyên nhân là do độ kiềm của hồ vữa quá cao, tấn công vào lớp màn sơn làm suy yếu chất kết dính dẫn đến mất màu sơn. Không dùng lớp sơn lót chống kiềm, lớp hồ vữa quá tươi hoặc lớp mastic có độ kiềm cao.
thì cách khắc phục là gì? Là nhớ sử dụng sơn lót và sử dụng hồ vựa phải đảm bảo độ kiềm. Và khi chúng ta sử dụng cái lớp sơn lót chống kiềm thì chúng ta sẽ chống được cái hiện tượng kiềm hóa hay này, thì quả thật nó sẽ đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta sẽ có cái chất lượng sơn một cách tốt nhất. Và nói tóm lại thì với 10 cái lỗi sơn này thì quý vị hoàn toàn có thể cách khắc phục, và người ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không nào? Cho nên là thay vì chúng ta đợi khi mà cái lỗi nó xuất hiện rồi thì chúng ta mới đi chữa, thì tốt nhất ngay từ đầu chúng ta nên đảm bảo những yếu tố, đó chính là lựa chọn cái lỗi sơn phù hợp chất lượng cho ngôi nhà của mình, trong đó có thể kể đến là sơn mắc hôn. Ngoài ra thì quý vị cũng nên theo dõi, theo sát cái đội ngũ thi công để chúng ta đảm bảo đội ngũ thi công chúng ta sẽ sơn nhà một cách tốt nhất. Với đội ngũ thi công Mark Home sẽ luôn có giám sát công trình ở đó, đảm bảo là khi sơn sẽ đều tay này, cũng như là cách pha trộn một cách chính xác để không dẫn đến 10 lỗi này nhé. Và đây Nhật Em vừa chia sẻ quý vị về 10 lỗi sơn nhà thường gặp và cách khắc phục. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích đến với tất cả quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế về thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home qua số hotline 0964458888, 0828133333 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật Em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.